Thì vậy là chúng ta vừa mới thực hành phương pháp quán niệm hơi thở để phát triển định tâm, thì sau đây ngài Tâm Tạng sẽ ban bố cho chúng ta một cái thời pháp ngắn. Thì trong một lần ngồi, chúng ta có thể tu tập giới, định và tuệ. Hồi nãy chúng ta đã học thì tam quy và ngũ giới để cho giới ta được trong sạch, và vừa rồi chúng ta cũng đã tu tập học môn quán niệm hơi thở để phát triển tự tâm, và sau đây thì ngài sẽ ban bố cho Phật pháp để cho chúng ta phát triển thêm trí tuệ. Xin kính thưa quý vị Phật tử và các vị hành giả, trước khi quý ngài thuyết pháp thì con xin được thay mặt cho ban tổ chức xin nhắc nhở đến quý vị một số cái quy tắc sau để chúng ta thính pháp được lời đạt hơn. Cái điều thứ nhất là xin quý vị kiểm tra lại điện thoại một lần nữa, vì vừa rồi là cái thầy thiền vẫn còn nghe cái tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên đó, thì mình kiểm tra là để điện thoại ở chế độ rung hoặc là chúng ta tắt điện thoại đi cho chắc ăn. Và thứ hai là trong khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta không có cười đùa, không có cười đùa, và chúng ta không có nghe điện thoại trong lúc nghe pháp. Thứ ba nữa là quý vị là vui lòng là ngồi không có duỗi chân về phía chư tăng, và người phụ nữ thì chúng ta không có ngồi xếp bằng trước mặt chư tăng. Điều đấy có nghĩa là quý vị ngồi xếp bằng thì xin phụ nữ mà xếp bằng thì ngồi từ hàng thứ hai trở đi, không có ngồi hàng đầu. Ngồi hàng đầu chúng ta không có xếp bằng trước mặt chư tăng. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta nếu mà có mang các cháu nhỏ đến thì chúng ta quản lý các cháu để không có nô đùa trong khi quý ngài đang thuyết pháp mà có thể làm gián đoạn thời pháp. Điểm thứ ba là khi mà chúng ta không nên khi mà quý ngài đang thuyết pháp thì chúng ta không nên là bỏ về dân chữ. Nếu có việc cần thiết phải đi đó thì xin quý vị chúng ta đi lùi đi cuối hàng, sau đó đi cái đường bên hông, không đi ngang tắt qua mặt quý ngài đang thuyết pháp. Tiếp theo là chúng ta xin lưu ý là chúng ta đối với các cái đồ mà để cúng dường thì chúng ta lát nữa cuối cái chương trình là chúng ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức, và đặc biệt là cái đồ cúng dường thì chúng ta phải lưu ý là không có dân trực tiếp vật thực cũng như là tình tài trực tiếp quý ngài, mà hãy nhờ cái sự trợ giúp của người thị giả để tác phạt cho đúng pháp. Tiếp theo là chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta nghe pháp ấy, nếu mà có vô ý thất niệm thì xin quý vị chúng ta cùng từ bi nhắc nhở lẫn nhau, không nên mắng mỏ nhau, nói chung là trên cái tinh thần từ bi nhắc nhở. Thì đây là một số cái yêu cầu đề xuất từ phía ban tổ chức để cho tất cả chúng ta nghe một cái thời pháp được nhiều lời lạc, và chúng ta không làm tổn hại những người khác trong quá trình có mặt ở đây. Xin quý vị chúng ta hoan hỉ. Sa-du. Sự đồng như khu. Sự đồng như là bây giờ không thể nào mà đưa để xóa xong trong bản thân. Liên quan đến bốn cái phần sự
của một người Phật tử. Và khi người Phật tử thực hành bộ Phật sự này thì mang lại nhiều cái lời lạc ở trong cuộc sống và tu tập được nhiều điều pháp cho đến chứng đắc thân đạo thân quả và hiện tại. Ora xin đồ bây giờ Tao vẫn tìm hiểu thí rô cho mà tự nhiên tao lộn thử nghiệm chỉ chế bả đấy. Tao vẫn tìm hiểu đấy ạ. Thật hà đi áo cả. Thầy án này có bạn tăng hà rồi đi ạ. Ê mà bên bí rô xong cả đi bả đấy. Ê đi chế mà Tao vẫn tìm hiểu chuyện bình yên có thật là ạ. Ê đi thí dì ạ khó khai mà đấy. Thầy đi ạ. Khá nà đi bà ổ. Ô xa bây giờ có yêu nè đi đồ á. Được đi đồ cháu mà đấy. Vào thời Đức Phật có một ông phú hộ thỉnh mời Đức Phật và Thánh chúng về tư gia để xin cúng dường Thế Tăng. Lúc Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ, khi đó nhà vua tên là Cô Sa đã cho người đến mời ông phú hộ, nhưng ông phú hộ nói với cái người lính mà vua Cô Sa La phạm đến gọi. Ông vua nói rằng xin đức vua hãy đợi cho một chút vì thần đang cất giấu những cái tài sản ở trong nhà của mình. Thầy ác sinh ra bây giờ hồi đề khả mã bây giờ nà rè phô gù đi nà nè lù lùi gù đề sẵn gà lô ngô dưới bí lộ hồ lý sĩ bà lê dưới gù đề bê sẵn ra hẹ gà gà ấu xa hẹ bát thật đề sẵn gà gù bíô nì rè trè nhau xê lô bà yá hà ấu xa hẹ bát thật đề bê yá gù hồ dạ bà lê đô gà mã xa vui thang trà lê dù đề hà Yêu cầu lộ đi tai chi để mà ông nhìn thấy lộ, nhìn lộ, thấy lộ, chán lộ, suy giống lộ bây giờ con này thao ra ấu xa ngặt được yêu. Sẽ áo nhận ra hình chân đi ăn ra, công thể bối ra hình chân lộ có lẽ, ở chân chi nhà lộ có lẽ, yên khát tâm mà ấu xa ngặt được yêu. Cá lộ, yết thá lộ, chế chuyên lộ, xên lộ, yên lộ, toán là lộ xa ra để xí ngã mà ấu xa ngặt được yêu. Thế bảo hòa về tổ kỳ lưu giá này để lỡ kỳ ổ xa tổ kỳ lưu sinh lâu về xa tình khó hòa đấy. Sở dĩ ông phố hộ nói như vậy là vì ông ấn hình rằng ông đang cúng dường Đức Phật và Thánh Tăng. Có nghĩa là ông đang tạo cái phước mà ông gọi là tài sản. Thì khi mà Đức Phật Ngài đọc được thì tâm ý của ông phố hộ và Đức Phật cũng chọn những cái từ vựng dễ dàng để thuyết pháp cho phú hộ nghe và hiểu một cách dễ dàng. Thì Đức Phật đã thuyết về ba cái loại tài sản. Thứ nhất là những cái tài sản như nhà cửa, như ruộng vườn là những cái tài sản không có di chuyển được, còn gọi là bất động sản. Cái tài sản thứ hai đó là trí thức, trí tuệ, những cái khả năng sống. Thì những cái tài sản này gọi là những cái tài sản phi vật chất hay là những cái tài sản tâm linh. Và cái tài sản thứ ba đó là cái tài sản mà có thể di chuyển được như là xe cộ, bàn ghế vân vân. Thì những cái tài sản này gọi là những cái tài sản bất động sản. Thì ba cái loại tài sản này là một người thì đều có thể hiểu được. Và Đức Phật đã chọn những cái từ vựng và cái đề tài dễ hiểu để thuyết pháp khó lộ cho ông phu hộ. Thì bảo hoa toàn thì để mà mình học trên bảo hoa lại bảo hoa